Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip cập nhật các cái tin tức mới nhất về cái thế giới đồ thờ cúng tâm linh. Trong video này chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn trên toàn quốc mẫu sản phẩm, đó là một chiếc sập thờ gia tiên được làm bằng chất liệu hữu cụ Lào. Trong video trước chúng tôi đã giới thiệu một bộ sập thờ chúng tôi làm cho khách hàng tại Đình Vũ Hải Phòng, thì trong video này chúng tôi giới thiệu bộ sập thờ làm cho khách hàng ở Ba Vì Hà Nội. Bộ sập thờ này với cái tên gọi là sập thờ Mai Điểu gỗ gụ, chân 24, kích thước dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17, được đục tay thủ công kênh bong sắc nét moi móc. Và bên trên phần chân này chúng tôi chạm vào lá tây và bên trên nữa là hoa mai, hay còn gọi là sập thờ cây mai. Chúng tôi đang còn rất nhiều mặt hàng như này tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành, địa chỉ tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cái mẫu sập thờ này là chân 24, dành cho cái không gian phòng thờ rộng. Nếu như không gian phòng thờ nhà quý khách hẹp hơn thì quý khách có thể dùng bàn thờ như ý, chân 12, kích thước 1m97 hoặc 1m75. Và các bạn đang xem đây là kích thước sập thờ dài 2m17, phủ bì là 2m2. Chúng tôi xong mộc, chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt để báo cáo tới khách hàng. Và hàng của anh đã xong và cũng như gửi tới tất cả quý khách đang xem video này của chúng tôi phát trên toàn quốc. Chúng tôi cũng muốn gửi tới các cái kiều bào nước ngoài không thể về trực tiếp cơ sở xem được thì có thể xem kỹ video 2-3 lần. Chúng tôi quay lên rất là chi tiết từ các cái góc cạnh nhỏ nhất. Quý khách có nhu cầu mua sắm về đồ thờ cúng, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 8833 49 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng sản phẩm một. Chúng tôi sẽ giải đáp các cái thắc mắc của quý khách về các sản phẩm đồ gỗ phòng thờ, đồ gỗ phòng khách. Những người đam mê về đồ gỗ thì có rất nhiều thắc mắc về các cái sản phẩm đồ thờ cúng. Chúng tôi đang giới thiệu tới phần mặt thì khuôn tranh chúng tôi làm dày 5 phân và ván mặt bên trên chúng tôi làm dày 2 phân. Thì bộ sập thờ này quý khách có thể bày được rất nhiều các cái đồ vật dụng nhỏ bên trên như mâm bồng, đài nến, đỉnh đồng, ngũ sự. Video đang được quay trực tiếp tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành, cơ sở 6, đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Trong video trước chúng tôi giới thiệu các cái mẫu sản phẩm đồ thờ cúng ở bên trên, đó là ngai thờ hoặc khám thờ. Trong video này chúng tôi giới thiệu chi tiết cái mẫu sập thờ Mai Điểu chân 24, dạ dày 6 phân liền khối, chưa kể chắp ghép. Cả phần chắp nổi bên trên là chúng tôi tính tổng là 24 phân. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cái mẫu sập thờ này là bên trên chúng tôi chạm rơi rơi và ngậm chữ phúc. Và xung quanh đó thì tôi xen kẽ là đục hai chú chim điểu hai bên, chầu vào giữa chữ phúc. Và xen kẽ là chúng tôi có đục các cái chùm nho quả đào. Hiện tại cơ sở đang còn rất nhiều hàng mộc, quý khách có thể qua xem trực tiếp. Quý khách có nhu cầu hay thắc mắc gì, quý khách có thể bình luận ở dưới video, chúng tôi sẽ trả lời và giải đáp các cái thắc mắc. Và khi hoàn thiện thì chúng tôi cũng có mấy gam màu chủ đạo, đó là PU cánh gián hoặc sơn son thép vàng, hoặc là phun màu trần đánh vết ni, tùy theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng đang làm rất nhiều các cái sản phẩm đồ thờ cúng bằng gỗ, đó là hoành phi câu rối, ngai thờ, cuốn thư, khám thờ,
cho quý khách trên toàn quốc. Chúng tôi nhận và lắp đặt bàn giao trên toàn quốc. Khi chúng tôi báo giá là chúng tôi đã báo giá lắp đặt. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, kích thước của bộ sập thờ này là dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17. Quý khách hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở đồ gỗ Hiền Lành ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Chúng tôi cũng được biết là gần đây nhu cầu khách hàng mua sắm về đồ thờ, sập thờ cũng rất là cao, nên chúng tôi cho sản xuất một tháng trung bình từ 30 đến 40 bộ sập thờ như này để đáp ứng ra ngoài thị trường. Bên cạnh các mẫu này, chúng tôi còn các mẫu sập thờ tứ linh, sập thờ tam cấp, sập thờ sen cò và sập thờ long trầu mật nguyệt. Quý khách có thể vào địa chỉ kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành để xem thêm. Quý khách thấy hay thì quý khách hãy chia sẻ. Cảm ơn quý khách đã đăng ký kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.